Chào các em, rất vui hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Măng Non Dạy Vẽ trên truyền hình. Ở bài trước, tôi đã hướng dẫn các em một số quy tắc, một số những cái luật cơ bản về vẽ tranh phong cảnh. Để chúng ta vẽ được một bức tranh hoàn thiện, hôm nay chúng ta sẽ vẽ cụ thể và tôi hướng dẫn từng chi tiết ở trong một bức tranh mà chúng ta thường gặp. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trong một bức tranh thì thường chúng ta hay gặp đến những vấn đề cơ bản sau. Thí dụ, trong một bức tranh thì thường là chúng ta hay gặp phải vẽ đến bầu trời, đến cây, nhà, núi. Đấy là những cái mà chúng ta thường gặp. Thì cụ thể là tôi sẽ hướng dẫn các em một số những cái chi tiết để sau này chúng ta vào vẽ một bức tranh tổng thể thì chúng ta sẽ không lúng túng trong cái việc đó. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các em vẽ bầu trời trước. Thường là bầu trời chúng ta nhìn thì nó là màu xanh. Phía trên là bao giờ cũng đậm và phía dưới là sáng hơn. Thế thì chúng ta sẽ đi là từ màu đậm đến màu nhạt. Như vậy là chúng ta vừa làm xong phần nền của bầu trời. Các em lưu ý là tôi tô cái phần trên là đậm, xuống dưới là nhạt. Và khi chúng ta vẽ là khi màu nó còn đang ướt là chúng ta tranh thủ, chúng ta trải những cái phần đậm này lẫn vào với lại cái phần sáng để cho hai cái phần này nó không bị tách bạch nhau ra. Sau đó chúng ta đợi một chút cho nó khô
và chúng ta sẽ đặt mây lên đây. Phía dưới chúng ta coi như là mặt biển, thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Chúng ta sẽ có một cái đường cắt. Ngang như thế này. Thì để cho cái mặt biển nó rõ thì chúng ta lại phải tô đậm. Xong rồi vào đến bờ thì là nhạt dần. Đó. Tương tự thì là chúng ta trong lúc mà màu nó còn đang ướt thì chúng ta trải luôn để cho nó không bị ngắt quãng giữa cái phần sáng và phần tối. Sau khi bầu trời tạm se khô thì chúng ta bắt đầu vẽ mây. Các em lưu ý là khi vẽ mây là nó có những cái khối mà ở xa thì nhỏ, gần thì to. Chúng ta cứ vẽ màu trắng trước. Các em lưu ý là khi chúng ta vẽ là chúng ta cần phải dùng đến cái màu xám. Ở đây là tôi để sẵn 3 màu đỏ, vàng và lam. Thì chúng ta sẽ pha 3 cái màu này với nhau để chúng ta được một cái màu gọi là màu xám. Cái màu xám này là chúng ta đưa vào những cái phần tối của tranh. Thí dụ như ở đám mây thì nó có cái phần ở phía dưới là tối. Do đó là chúng ta sẽ đặt cái phần tối này vào. Tùy thuộc là cái độ đậm nhạt của nó thì chúng ta lại đưa thêm màu trắng vào. Với cái mức độ của cái đám mây nó trắng như thế này thì chúng ta đưa một cái màu xám nó vừa phải vào để làm nổi cái khối của đám mây. Khi chúng ta đi được cái phần tối rồi thì chúng ta đặt tiếp cái phần sáng lên, bởi vì là giữa hai cái phần này cái đám mây nó bông. Đó, thì chúng ta vẽ thêm những cái phần sáng vào. Và giữa cái phần sáng và
tối nay là chúng ta để cho nó không bị gắt. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái đám mây là nó có cái khối và nổi lên. Là tôi vẽ một cách thí dụ là một vài cái đám mây. Trong thực tế thì mây nó có nhiều hình dạng. Thì chúng ta tập quan sát. Đây là chỉ mang tính chất là tích hợp và quy nạp. Trong thực tế thì mây nó có rất nhiều dạng, chúng ta chịu khó quan sát và diễn tả. Nhưng cơ bản làm sao chúng ta tả được cái khối mà chúng ta đã được học những cái bài cơ bản về khối cầu. Thì những cái đám mây hầu như là nó thuộc ở cái dạng khối cầu. Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các em vẽ một cái đảo. Nếu như đây là mặt biển rồi thì chúng ta sẽ vẽ một cái đảo ở ngoài biển hoặc là núi xa xa. Núi xa thì chúng ta vẽ mờ thôi. Ví dụ như là chúng ta có một hòn đảo, nó nằm ở trên mặt biển thì chúng ta lại chọn. Như hôm trước tôi giới thiệu với các em là chúng ta chia ba này ra thì chúng ta chọn cái điểm mà giao cắt của cái đường chia ba là theo cái tỷ lệ 1/3. Là chúng ta đặt cái núi vào đó, một cái hòn đảo. Tôi nói thí dụ. Một cái hòn đảo thì chúng ta sẽ vẽ màu đậm trước. Và khi nó in trên mặt nước thì chúng ta sẽ vẽ tiếp luôn là cái hình của nó chiếu ngược xuống dưới nước. Sau khi chúng ta được cái nền của cái hòn đảo thì chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái phần gọi là màu xám rồi mới đến cái màu sáng nhất. Thank you.
Sau khi chúng ta vẽ cái phần màu xám của cái hòn đảo này thì chúng ta tiếp tục đưa cái màu sáng lên. Phía dưới chân của đảo thì bắt đầu chúng ta tạo ra những cái con sóng. Thường là đảo này thì nó nằm ở trong vịnh, do đó là cái sóng nó không nhiều lắm. Chúng ta sẽ vẽ những cái đường cắt ngang của cái sóng, đè lên trên cái bóng của cái đảo. Có một điều các em lưu ý là thường là trên cái hòn đảo thì nó hay có cây. Mặc dù kể cả là cái hòn đảo này nó có toàn đá chăng nữa thì vẫn có cây. Do đó chúng ta sẽ vẽ thêm một số các cái cây nhỏ ở trên cái hòn đảo này. Sau khi chúng ta làm được cái đến đây thì chúng ta lưu ý nó sẽ có một số các cái điểm đậm ở trên cái hòn đảo này, mà lúc bây giờ chúng ta sẽ dựa vào thực tế để chúng ta nhấn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các em cái phần thứ nhất là chúng ta tập vẽ mây, tập vẽ đảo, rồi vẽ nền trời, mặt biển. Và chúng ta hiểu được cái cách mà chúng ta diễn tả cái bóng nước của cái hòn đảo. Như vậy chúng ta vừa học xong cái phần mà tôi đã hướng dẫn các em về những cái cơ bản nhất trong tranh phong cảnh. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Rất hy vọng là các em về nhà ôn luyện và tập nhiều để vẽ giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại.